Giải bài tập sau. Một kiện hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 8 sản phẩm loại A. Lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm. Đặt x là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong các sản phẩm lấy ra. Lập bảng phân phối xác suất của x. Tính EX và DX. Thì trước tiên đó là em thấy ở đây là trong 8 sản phẩm loại A nhưng mà mình lấy ra 2 sản phẩm. Thì ta có X này nó có phân phối siêu hình học phải không? Siêu hình học. Cái tham số N lớn là bằng bằng 10. Và tham số T là bằng 2. Nên là nhỏ cũng bằng 2 luôn. Và như vậy thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên X là bằng nhiêu? 0 1 2. Đấy, bây giờ ở đây yêu cầu là lập bảng phân phối xác suất của X. Thì chúng ta sẽ tính xác suất X bằng 0. Xác suất X bằng 0 tức là gì? Thì trong hai sản phẩm lấy ra, ở đây là đề bài nó cho, nó gọi X là số sản phẩm loại A trong các sản phẩm lấy ra. Rồi X bằng 0 có nghĩa là trong hai sản phẩm lấy ra không có sản phẩm nào loại A hết. Đúng chưa? Mà không có sản phẩm nào là A, có nghĩa là hai sản phẩm không phải loại A. Ở đây là xin lỗi các em, đây là T bằng 8. Như vậy thì trong đây có 8 sản phẩm loại A thì hai sản phẩm không phải loại A, và ở đây X bằng 0 có nghĩa là mình lấy hai sản phẩm không phải loại A trong số hai sản phẩm đó, và chia cho số cách lấy hai sản phẩm trong 10 sản phẩm. Và cái này mình dùng máy tính mình tính ra thì số tổ hợp chập 2 của 2 là 1 nè. Số tổ hợp chập 2 của 10 là bằng 1/45. Ở đây là 1/45. Tiếp tục chúng ta tính xác suất x bằng 1. 1 có nghĩa là trong hai sản phẩm lấy ra này có một sản phẩm loại A, mà một sản phẩm loại A thì mình lấy trong số 8 sản phẩm loại A thì nó có C18 cách lấy, và một sản phẩm loại không phải A thì mình lấy trong số 2 sản phẩm không phải A và chia cho tổng số cách lấy hai sản phẩm trong 10 sản phẩm. Thì cái này mình lấy máy tính bấm ra tiếp. Thì ở đây em thấy là ở trên đó là C18 thì nó bằng 8 rồi. 8 nhân 2 C122 thì bằng 16/45 đúng không? 16/45. Như này ra được là 16/45. 45. Tiếp tục chúng ta tính xác suất. Xác suất x bằng 2. Xác suất x bằng 2 này là mình sẽ lấy hai sản phẩm loại A trong số 8 sản phẩm loại A và chia cho tổng số cách lấy là C20. Và lấy máy tính bấm ra. Ta tiếp tục lấy máy tính bấm ra. Thì chỗ này là C28 ha. C28 chia cho C20 là bằng 28/45. Chỗ này chúng ta là bằng 28/45. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có cái bảng phân phối xác suất. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái bảng phân phối xác suất của A như sau. Của X, bảng phân phối xác suất của X. Thì đây nó có ba giá trị là 0, 1, 2 nè. Xác suất là ở đây là 1/45.
Ở đây là 16 phần 45. Ở đây là 28 phần 45. Chỗ này là mình để là x nhỏ. Ở đây là xác suất x lớn bằng x nhỏ. Đấy. Thế bây giờ chúng ta còn một cái yêu cầu nữa là tính EX và DX. Thì đây là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu hình học. Thì cái EX nó sẽ bằng cái gì? EX thì công thức của nó là N nhỏ nhân T chia N lớn. N nhỏ mình bằng 2, T là bằng 8, còn N lớn là bằng 10. 2 x 8 16 chia 10 là 1,6. Và cái DX, DX thì bằng là N nhân T chia N lớn ha. 1 trừ T chia N lớn rồi nhân cho N lớn trừ N nhỏ chia N lớn trừ 1. Thì cái này nó là 2 nè. Cái này nó là 8 phần 10. Cái này là 2 phần 10. 10. Và cuối cùng N lớn trừ N nhỏ là bằng 8 phần 9. Và mình lấy máy tính mình bấm ra. Bấm ra. 8 x 8 64, 64 x 4. 64 x 4 luôn em. Tại vì 2 x 2 là 4, 8 x 8 là 64. Rồi chia cho 900 không? Chia cho 900. 900. Kết quả là 64 phần 2 225. Hai trăm hai mươi lăm.